cần mua cái cũ mà rồi thận mua thì vừa bán tại vì quay tại chỗ quay cá chạy là lấy về là gác lên chạy liền mà bắt còn được một cái nha đấy. Đầu ha. Kéo mà. Dầu vô ha. Ủa. Dầu này còn chạy được á, tại vì còn anh cái ống dây. Dầu này cũng còn nữa gì nữa. Để lại vấn đề các bạn ơi là hai cái máy của bạn Hậu với bạn Quý nè. Máy đem lại nè, cái máy này thì lại đây để nằm nằm thôi chứ chưa có lấy về liền được. Lại đây thì đa số là gì không. Nhưng mà thường thường trước khi mổ mình cũng phải khám rồi chứ, phải không? Cái tình trạng nó làm sao hiện tại thì hồi nãy như tóm tắt lại thì hai cái máy này là nó nói chung là bị yếu. Bị yếu. Ừ. Thấy không? Nói chung là bị yếu. Ừ. Chứ hư thì nó cũng chưa có hư, nó vẫn còn chạy được. Chạy nó không thỏa mãn. Thì cái máy chạy yếu là nó chạy nhiều khi vô tải thì nó liệm luôn. Hoặc là nó ạch ạch hoài. Thì cũng như cái video vừa rồi mình nói 220 này nè. Thằng này nó không có đáng sợ. Thằng này là nó quá bình thường tại vì cái chất nó là chất nhựt. Đồ nào ra đồ đấy rất là ngon lành. Chứ còn cái thằng này là nó mới lạm sạm nè. Cái này là đây, ARD vô. Nè, 140 nè. Này vô 140 225. 140. Sorry 140. Không nó để cái dạng áo này 140 này. Lỡ người ta lấy cái áo 140 người ta để vô 100. Cái này không gạch. 125 vậy ha. Rồi lúc đó là mình đi mua máy rồi dòng mua máy cũ phải không? Mình cơm mua máy cũ mà rồi thận mua thì vừa bán tại vì quay tại chỗ quay cá chạy là lấy về là gác lên chạy liền mà chạy gì thì chắc cũng lấy vốn mà rồi ạ. Mà lấy vốn cái hồn ở chắc xác rồi không còn cái gì xác thì giờ cũng còn xác luôn mà xác này xài cũng có hết được rồi thì giờ xuống nặng là phịch khối là yếu xìu lại ra là bị tắt luôn là liệm luôn đó ha liệm luôn coi như tự động không lên luôn không lên được. Trở lại thì cái máy đó là chắc nhất rồi, giờ là cũng đổ nhất vô rồi, cái máy này thì còn nhất. Giờ thì mình cho nổ thử cái tình trạng nó liệm là liệm mình như thế nào. Mình thử cái máy này trước đi. Máy nào trước? Máy trong này trước. Yama NS10CT nha các bạn. Đời bạc đạn nha. Đây, có hai cạnh này đây, tay quay thục. Tay quay thục là sao? Có bạn nào hỏi tay quay thục là sao? Nó từ bằng hoặc là sâu hơn chút xíu. Còn tay quay mà của cái ba dê thì nó lộ ngoài. Nó giống như mà mắc được cái áo mình luôn vậy. Giờ nổ đi. Nổ lại đi. Còn dầu không? Dầu đã còn chạy. Chạy được. Xíu rồi chạy hết rồi, còn ống dây không à. Còn trong ống dây. Trong dây hả? Trăm miếng anh. Trăm miếng vô đi em ơi. Này quá. Không biết nó coi coi. Nhớ. Nó nhớ thôi nhớ rồi, cái đó nhớ rồi. Lấy cái thùng vàng đó, thổi vô miếng. Giữ ra. Rồi để này luôn, thổi luôn. Để này thổi luôn. Đóng dây kìa. Cái gì lớn nha. Đừng có chờ tới đáy nha. Có cặn đó nha. Nợt mười này chạy mấy năm rồi? Bọn mà cái chục năm rồi. Chạy ra nhỏ nhiều hơn ra lớn nhiều. Này chạy ra lớn nhiều. Chạy chạc mà ha. Chỉ vì trừ khi xuống chẹt rồi thôi. Rồi được em ơi, nổ đi. Tranh thủ để tốt. Rút trên nha, dễ cao lên, dễ trên cao xuống. Rồi ok. Cái này sao còn không? Cái này còn chút chiếu dầu nè. Rồi để sao đi.
mấy anh mệt mười trước nha. Bơm còn được một cái nha. Một cái. Những máy này nãy chạy thử thì ra nhỏ cũng như là chấp nhận được, đúng không? Nhưng mà ra lớn thì mà thiệt lớn là nó bị táp, không đều. Nó từng á, từng dưới nó hơi ẹn chút xíu, đúng không? Nhưng ra nhỏ ổn, ra lớn lớn không ổn, nhưng mà cái máy này thì nó yếu là phải rồi. Ồ, ở trong nó lỏng nhẹ ta. Nó nhẹ, nhẹ nè. Cái này là hao mòn theo thời gian này chứ không phải sự cố. Rồi, vùng thôi. Xong. Cái dàn ma nạp 10 cho tới cái LD 140. Máy này từ lúc mất khi có đèn mà chạy dưới là đèn ra đốm gì mất tiêu hết trơn, mà mặt trước gỗ chân là tưởng tỏ. Chạy cũng dữ lắm mà. Ở đó mua là nó cái màu sơn nó mới hay là cái màu sơn nó cũ? Cũ à. Cũ ha. Vậy là nằm ở nước sơn thiệt. Còn mua như của anh Quý vậy là nước sơn giả. Anh Quý hả mà cái màu sơn nó cũng mới. Rồi. Còn dầu không? Nó chút xíu dầu chạy được à. Được. Để cái coi dầu nó sâu lắm. Nó sâu lắm. Máy này thì tình cảm thôi chạy rồi, không phải như cái máy kia. Mà máy chạy lên thế nào cũng có khó à. Thì hiện tại nó đang lên nhớt. Lên nhớt hả? Rồi với thì máy đang chạy mà nhớt một bệt vậy là nó lên nhớt rồi. Phải chi máy mới mặn hay gì thì mình nó chưa kín đồ. Máy đang chạy là đương nhiên nó phải kín rồi, nhưng mà nó bệt nhớt gì thì nó đã lên nhớt rồi. Thứ nhất, thứ hai nữa là dàn bơm rất là yếu, bơm bét ha. Quay nó chỉ nghe dội thôi. Nghe dội thôi chứ không có nghe tiếng bơm.
chạy ra nhỏ thì nó được, nhưng mà nó gắn gắn. Nhưng mà có một cái nữa, cái máy này nè, bị yếu là sao xuống bắp. Hồi nãy quay để ý không, quay bùa vừa buông ra cái làm cái ọt là lúc mà cái bê tông mình nó kéo vô nó sao thì nó đã kéo luôn cái xúc bắp, nó bị yếu là sao nó vô nó nghe cái ẹ cái ọt cái vậy đó. Chắc quay lên biết nó bị yếu là sao xúc bắp, thì cái máy bị yếu là sao xúc bắp là đang không phải là đang không, nó yếu mà biết sao không? Nó đã sụp chén vô quá đi, phải không? Nó sụp chén vô quá thì nó sẽ bị cái khoảng lò xo nó dài ra đó, thì cái nó bị yếu là sao xúc bắp. Máy này là bị sụp chén chắc cú luôn đó. Thì trước mắt nó là mình thấy ba đó, còn giác này thấy gờ nữa kìa. Ừ, cũng hơi lỏng. Còn cái quạt gió thì nó xúc. Giờ này thì nghỉ bát cái gì vậy? Bát thì coi hào lại cái chạy gì xúc. Rồi nó quánh. Chứ nó không khích này nè. Gió nó không rút. Thấy không? Mấy cái máy mà ta thậm chí đây nó còn có tấm ròn nữa. Bắt đầy, nhưng mà cái máy này nó hơi dở nghe ha, nó không có bắt đầy vô đây. Cái theo có bát bắt đầy vô đây là cứng như lắm. Thôi cái đó cũng chuyện nhỏ đó, cũng khắc phục sao. Nhưng mà cái máy này chỉ là mình làm cho nó mạnh lên thôi. Mạnh chạy lên thì vẫn chạy. Yếu quá này 140 mà tính ra để chạy cũng 90 à. Nó cũng đỡ khổ một cái là có nghĩa là cái máy này nè, nó đang chạy thì đồ đạc nó còn đầy đủ, cái gì cũng có thể còn xài được. Còn cái máy mà mua cũ á, mua cũ mà máy chết á, là nhiều khi ở trong nó thiếu đồ tùm lum hoặc là đồ nó hư người ta bỏ ra, còn máy mình đang chạy thì dù vào hàng cũng thể nó khá hơn. Máy mua máy chết á căng lắm, về sửa cực lắm. Thì nói chung mình sử dụng cái máy thì ai cũng muốn sử dụng cái máy nó ổn hết. Còn cái máy yếu mình chạy mình cảm, mặc dù là mình chạy ra lớn thì nó chạy cũng được á, cảm giác nó rất là khó chịu, nó thiếu thiếu gì đó. Nhưng mà đặc biệt cái là cái máy yếu là nó hao dầu, hao dầu hơn bình thường, đã làm việc yếu mà còn hao dầu nữa. Cái nghịch lý nó là gì? À, bữa nay còn sớm thì gã ra luôn ha, à, bữa nay hơi trễ quá à. Thôi kệ đi, cho mau móc nhìn gã ra. Giờ gã ra bỏ con nùi nữa. Nó trễ quá. Thôi xem mà cũng xem rồi, nổ thì cũng nổ rồi. Không biết mang máng nó hết rồi, chỉ cần gỡ ra là làm thôi. Rồi sao cái này lần nữa gỡ ra mà chạy qua cái nữa không? Thôi là anh gỡ luôn. Không muốn ấy, không có không mà muốn gấp quá thì anh cứ làm cái kia, còn không gấp thì làm bình thường. Cái này khoảng bao lâu nữa mới xài? Khoảng anh đại cỡ tới khoảng 18 thì có. Là khoảng bao nhiêu ngày nữa? Bữa nay là 1. Bữa hay là đi là gần rồi đó. Gần lắm. Gần rồi đó. Chứ không xa đâu. Không mà nếu anh đồ gấp quá thì em ở bển này cũng thấy không, hôm qua em gã tiếp cho. Không có gì. Đây qua đó là cũng tính là cũng đâu có xa gì mấy. Từ bữa nay mình tới đây mình coi như mình kết thúc đi. Máy cũng xem rồi. Để anh gã ra, còn nếu mà anh lưu thì kêu điện qua chạy qua gã tiếp ha. Okay. Ok, thì khỏi đẩy boe đi, kệ đi, cái máy mình gã đâu có sợ gì nữa. Thì gã thì hết sợ. Hết sợ. Thôi. Rồi ở đây có cái đầu máy đâu, phải ngựa máy mới không ạ? À? Trời. Hả? Có cái nào không? Sao không hẹn mà gặp? À. Ừ, có hẹn không mà... Vừa mới. Thì đồ họ đây đang muốn đi thì đi đại tại chạy lại đi đại sao rồi mua cái điện thoại rồi cái tính con gọi chạy đây luôn. Cái này có quýt mà đi tùm lum cho nhỉ ha. Chứ có dám đi đâu, không có dám đi đâu. Đang là cứ quýt chết mà đi tùm lum tung kìa hả? Ừ. Cái bãi ngựa cái gì? Mấy cốc xéo rồi. Cốc xéo hả? Mà hiểu gì? Chạy mới sớm mà. Chạy mới sớm. Thì mấy sẽ gãy. Mua chưa? Hả? À? Mua chưa? Chưa, tính ghé rồi anh hỏi anh có không á. Mấy sẽ gãy ha. Ừ. Có kìa. À, thì tính quẹo quẹo đây, ông có cái gì mua gì?
Tại vì bữa hổm cái máy xới của em á, tôi tính cái đầu máy tôi tính đồ chạy yếu, tôi đem ra là ông làm mà không có thời gian nữa, tôi nói ra coi có cái đầu máy rút mẹ. Cái Honda nữa hả? Không. Honda 7 ngựa ở đầu thì đồ dạng đi ăn đâu. Vậy ta? Tới nữa rồi. Vô đây. Phải lính anh không? Đi chung anh hả vậy? Ủa cái này nó ngựa hay vậy? Vô đây. Anh Vũ, cái này 5 ngựa hả? Cái đó 5 ngựa rưỡi, cái đó 7 ngựa anh. Đó, nâng đó anh chịu phá luôn rồi. Lại đây đi chỉ cho gái. Ủa 7 ngựa sao em thấy gọn dữ vậy? Dạ. Vậy là giống cái đầu em đây. Đó, kẹp vô cái đó coi. Đây nè, kẹp nửa miếng dưới thôi. Làm cho hả? Dạ. Ba con quốc á. Ông nào? Ông Vinh này nhạc nè. Vậy hả? Dạ. Rồi, đè xuống. Dễ ra, dặn ra. Đó. Dễ không? Hả? Dỡ lên. Dỡ này lên. Rồi, dỡ lên đây. Đó, thấy không? Cái kẹp đó là dặn nguyên cái này nó sướng hơn không? Dạ. Dặn bên kia, rồi, xong. Cảm ơn nha ông Bảy. Ừ. Cái chiếc này chạy lên nó tấp chút nè. Vậy hả? Chạy vòng ở đây chơi à. Cho mình đuổi là anh làm ngày là anh khoái. Vậy hả? Sao chạy được còn khoái nữa chứ nó chi không? Xả nước nó bật lại đó thấy không? Bây giờ kiếm máy xới gãy. Rồi. Có cái dạng xới gãy chưa? Đã, ta đang chơi mà. Vậy thiếu cái đầu hả? Ừ. Đầu đó yếu hay sao mà mua cái... cái đầu đó máy nó trúng máy yếu. Cái máy đầu em y gan như cái đầu đó vậy đó. Y gan như cái đầu đó đó hả? Ờ, y gan gì luôn đó. Mà sao tôi để lên dàn xí gãy tôi thấy nó bự, con này không để đây dùm thấy nó xíu à. Phải 212 không? Ừ. Mà sao yếu được? 212 là chạy mấy xí gãy là phà phà luôn chứ. Phà, tôi chạy lâu đời lắm rồi không yếu. Trời ơi, cái máy anh già hả? Ừ. Ừ, cứ mang đi em, anh đang trên đường nè. Giờ tôi có cái máy xới gãy nào mà máy nhật luôn nha. Cái đầu. Giờ tôi có cái đầu không à, để tôi đưa anh 7 ngựa. 7 ngựa phải máy gì? Máy nhật nha. Tôi mới lấy về tôi cho nổ, chưa cho nổ. Mà máy đó chạy cho bò lắm. 2 triệu mấy hả? Chạy coi như giống như bao chạy. Bao chạy còn đi bao chạy. Tại vì ở trong em có cái máy giống vậy nè. Em nói với anh tính đây vào trong làm đó. Dạ. Kêu bên nó già nó chạy hay yếu rồi tôi đang lại mua cái điện thoại cho nó thôi chạy lên Vũ rồi không có cái nào. Ôi khoảng mơ lại đi mơ tôi cho nổ rồi tôi anh lại coi. Tại nghe chắc này bỏ kho đó. Chổng ra chút xíu gì. Cái chắc này mất hàng để nữa nè. Không mời lại đi. Mời mấy giờ. Rồi anh chở cái máy anh ra đi. Để tôi coi tôi chỉnh sửa lửa được thì chữa cho anh. Thôi mua dạ. Vậy chắc này cái máy tôi đồ không để ý mà tôi đưa cho bạn đưa cái dàn máy xới cho nó mượn trong luôn rồi. Vậy ha. Ừ, kiểu mấy cái đầu về coi như là đặng tôi về tôi có máy cái đầu đó là đầu trên máy xới luôn. Cho bò lắm. Cái máy đó là máy nhật nó máy kêu bằng máy gì mới được chứ. 7 ngựa có thôi hàng làm cua ta gì đó. Cua ta mà loại nghĩa địa bên kia nó nãy qua nó nằm trên máy xới luôn, chút hại luôn. Của anh Cúc Xéo đúng không? Ừ. Rồi. Mời Phan chưa chưa anh đợi đi. Để tôi nó cho nổ cho anh. Có đem nhận xới rồi giải bán luôn ha vậy? Có anh. Nó không trưng bày chừng có gì có biết đâu. Máy xới xăng á. Ờ. Ừ. Tôi có đủ mấy cái máy để không? Bán mấy chục vàng đâu không hay. Thằng ô trộn nổi đủ không để mà. Anh mua hổng nhiều. Hả? Anh mua hổng nhiều. Tôi mua lâu rồi không ngày tôi dắt mấy để đủ không để mà đi mua không thằng ô trời. Trời. Có biết đâu vậy? Đây tao mua tao bán tao bảo hành rồi luôn. Ông nội không có trưng bày ông để ra kho ai cũng biết đâu. Rồi để kho anh ơi. Ờ vậy mời ra đi nghe Quỳnh. Ừ, mời ra. Khoảng nếu mà không ấy thì gấp thì dắt khoảng dắt này đi. Tại không. Vì mai tôi còn đi giao cái máy xới ở trên kinh cỏ. Mời sáng mấy giờ nó cũng phê à? Sáng hả? Sáng trời lù bù anh.
Mà thường thường mấy giờ khoảng chiều đi. Chiều mới hả? Ừ, chiều chiều đi anh. Tại vì anh biết sao không? Em tính là em lấy về em kêu dân tỉa là ngày mai nó đem cái dân chới ra, tôi phải tôi ôm về đặng cầm cái chới đặng dần ngày tỉa nó trước nó coi tranh thủ với người ta. Thôi khoảng chừng 3 giờ đi. 3 giờ anh chạy ra đi. Ờ giấc này ông có làm mấy nãy không? Nếu mà không ấy thì tôi ngồi như được chắc này còn ấy còn làm cái thân trước nữa kìa. Rồi tối tôi làm rồi mới nổ đàng hoàng chứ anh cũng chưa có coi gì được. Đi Đinh Hùng ơi. Rồi, để xem mời khoảng 3 giờ đi, 3 giờ chạy ra. Cái đó có nằm mà cũng đứng à? Tôi quên nữa. Tôi mua tôi cắt trong kho. Cúc nằm là sao? Nó cái dạng hai loại là một cái loại cũng đứng, loại của cúc nằm, cúc nằm y gan gì nè. Cái của mình săn nó ngã bên á, còn cái cúc đứng y gan như cái bên chính vậy đó. À, cái đó tôi quên, bây giờ tôi đem cắt. Đã không gà là nguyên bộ không à, có cái đầu này lẻ rồi, không thấy được, tôi lấy là đầu, bỏ vàng. Rồi vậy đến Hùng ha. Rồi. Mời khoảng 3 giờ anh chị ra. Cái đầu của em nó giống cái gan đầu này nè, mà nó chạy nó yếu quá trời. Trong khoảng nó mượn á, bộ hổng tôi tính ra anh làm á, mà tôi nói không mua mẹ cái đầu coi như đem về mẹ đi. Bởi vì mình xế nhiều quá, lỡ nhiều khi coi như vậy cho nó lẹ luôn. Tôi làm lại nơi khoan xế xế anh chạy ra. Thì cho nổ rồi đàng hoàng trên coi. Trở lại cái này thì coi như là chỉ nổ chơi thôi chứ mình xác định nó đã sửa, mình đã sửa rồi ha. Mà cái là mình muốn nổ một cái coi mình sửa, khi mình sửa xong rồi nó ngon hay không, hay là lúc mà sửa xong nó tệ. Rồi nó chơi thôi chứ sửa nó phải khá hơn chút chứ. Rồi thôi mình dừng cái video này đây đi, hẹn cái clip nào nổ thì mình sẽ quay tiếp tục cho các bạn coi ha. Thì chừng nào nổ thế nào cũng gặp hai bạn này nữa ha. Tạm biệt.